Ôi trời ơi. Bố, bố sao lại đạp con chứ? Ai đạp con? Mà con cứ quanh quẩn ở cái đít to làm gì? Nó đạp tôi là phải. Đi đứng thì chả cẩn thận, để ý mà. Mồm chó bó ngựa, bò với ngựa nó giống nhau. Thế bố cẩn thận đấy, không nó lại đạp cho đó. Ông à? Gì đây? Ông cháu hỏi cái bố vợ cháu đi đâu mà mấy hôm nay cháu lên mà chả thấy ông ở nhà nhỉ? Bố này đi theo con nào ngoài đầu xóm kìa, chả biết nó bỏ chồng hay là chồng bỏ. Bố cháu ra đấy á? Có ra tuần nay rồi thì thật á? Bố cháu ra đây làm ở luôn ngoài đấy à? Chắc là ăn ở luôn đấy. Làm cái gì mà tự nhiên đi ra đấy? Là nhỉ? Thằng nào không thấy ở nhà mà ra đấy làm cái gì không? Ủa, biết bố mày á, ra đấy thì bố vu lấy tiền làm cái gì? Thật à? Tuần nay rồi. Vâng vâng, thế cháu về đây. Mày thấy không? Mày thấy không? Này, đi đâu từ sáng giờ mới về thế? Anh bảo à? Bảo cái gì? Mang cái xe đi sửa đi. Không hiểu sao nó đi kiểu gì mà nó bục. Từ sáng đến giờ không có xe mà đi chợ mua thức ăn như kìa. Bục đồ cho kiểm tra rồi, chắc nó thủng thôi. Thủng với bục thì nó làm một con gì nữa? Cứ để đấy. Nhưng mà đi đâu từ sáng đến giờ mới về? Đi lên trên ông tí. Mưa gió này thì làm cái gì? Lạ nha. Đi lên ông mà tầm này lại biết đường mò về. Tôi nghe hơi hiếm nha. Nếu ông không yêu nha. À, ông đi đâu? Chắc ông chợ này có niềm vui riêng đâu. Nói cái kiểu gì úp mà mở. Ông ảnh ấy, anh sang đấy hỏi thăm mà ông bảo ông đi bóp vú lấy tiền. Này, ông nói thế mà nghe được à? Mở cái mồm ra, nói câu nào để vợ nó phải nghe được. Đây là may còn nói với vợ nhá, chưa vác mồm để nói với thiên hạ nhá. Ông mở mắt ông nhìn xem, năm nay ông vãi bao nhiêu tuổi rồi mà ông ăn điêu nơi hót cho ông vãi như thế. Ông anh ở cạnh nhà ông mà. Ông bảo ông dạo này suốt ngày đi ra nhà cái cô gì, cô ở ngoài cái có gì đấy cô. Mà tốt nhất là ông ngậm cái mồm ông lại đi, đừng có mà lôi ông ánh ra đây. Cái gì ấy mà tận mắt mình nhìn thấy ấy, thì hạng nói. Chứ còn á, miệng người đời, miệng này truyền qua miệng người khác là nó đi xa nhau cả một cái quãng dài, ông hiểu không? Chỉ chả nhẽ ông ấy là bạn ông nhà mình mà ông lại nói phét. Ông bảo bố mày chào này đi kiếm tiền ở suốt ở ngoài nhà cái cô Lý kia kìa. Tôi thề với lão nha, là bố tôi có nghèo đến mấy, đói ăn đến mấy, thiếu tiền đến mấy, không bao giờ làm cái nghề vớ vẩn như ông nói đâu nhá. Chứ ông ấy bảo thế thì tao cũng chỉ ấy về tao bảo xem vợ xem không có đi. Bây giờ đi ra đấy xem hai vợ chồng ra đây xem có phải không. Đây không phải đi, nhưng mà cái kiểu của lão ấy, những cái gì mình ấy, nhìn thấy ấy, đúng sự thật 100% hạng nói. Chứ còn á, cứ đi ăn nói vớ vẩn thì cứ nghe người ta xúi bảy linh tinh có ngày vỡ mồm. Xúi bảy cái gì chị? Ông bảo thế thì tao về tao cũng bảo với vợ là ông bây giờ ông đi làm việc là đi bóc vú lấy tiền thật mà. Này, tôi cấm lão nha, tuôn cái câu đấy ra mồm thử một lần nữa xem. Tôi vả cho tôi khỏi lệch mặt luôn bây giờ đấy. Để tao ra đấy tao chăm. Chị xe đạp đời thuộc nào con rể nói bố vợ ở câu ý có bao giờ không? Tao biết được à? Tao phải ra đây tao hỏi xem họ ngành thế nào. Đó là nhà to đẹp thế này ông chẳng muốn ra đây. Cô Liêu. Cháu hỏi.
Chào chào cô. Chào chào cô. Bố cháu làm ở đây ạ? À? Bố anh là ai mà mới cả anh bao tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi nhưng không quan trọng, nghĩa là bố cháu ra đây, có phải bố cháu ra đây ở với cô mấy ngày được không? Này, anh em nói kiểu gì đấy? Bố anh là ai? Tôi biết được bố anh là ai mà sao lại ra bảo ở với tôi? Mà bố anh là ai? Bố cháu là ông trưởng thôn. Trời ạ, thì anh phải nói rõ ràng ra. Cháu với anh thì tôi ít tuổi hơn, khéo tôi ít tuổi hơn anh ấy. Đúng rồi, bác thì ra đây bao nhiêu nhỉ? Cũng phải tuần giờ rồi rồi đấy. Đấy mà, thế mà. Thế là anh con trai hay là con rể không? Thế là cô là cô Lý đây à? Vâng. Bố cháu ngoan phết nhỉ. Bố cháu ra đây một tuần rồi à? Vâng. Thế anh có việc gì không? Ông ấy đang ở trong ấy, có cần thì đi vâng vào thăm bác đi tí cũng được. Vâng vâng, để cháu vào cháu chào bố cháu tí. Đây. Anh uống nước. Nhà cô to thế này mà ở một mình cũng anh uống nước đi, cũng nên là phải có người bầu bạn nhỉ. Vâng, nói chung ở một mình cũng chán anh ạ, thế nên là tôi cứ tìm người suốt mà, cứ vài mấy người đến đây làm thì cũng có bền đâu. Bố cháu làm được việc không? Được đấy, chồng bác thì thế thôi mà bác nhanh nhẹn lắm đấy anh ạ. Bố cháu nhìn còn khỏe lắm. Vâng. Thế anh là con trai hay con rể ông nhỉ? Cháu là con gì? À con rể ạ. Vâng, theo bài vế nếu mà chú tiến triển tốt là cô cũng là người nhà của cháu đây, cháu là cháu là gọi là mẹ cũng nên đấy chứ nhỉ. Thì chết, tôi ít tuổi mà làm sao mà bằng vai mẹ anh được. Bố cháu đâu? À, chắc bác thì đang ở đằng sau ấy. Ôi dồi ôi, cứ lui húi cả buổi sáng mà đến trưa gọi vào cũng không vào ấy. Giờ mà, ra đây thì mà cũng nhận được cái ông này, ông chịu khó. Đây để cháu ra đây cháu gặp bố cháu tí. À vâng đấy, anh cứ đi thẳng ra xong thì rẽ trái, ông ở đằng dưới ấy. Vâng. Này, ông mà sao biết bố ở đây mà ra đấy? Tìm bố có việc gì đấy? Bác anh nói con không tin. Thế mà bố ra đây ở với cô đấy thật à? Thì được một tuần rồi, ở nhà cũng chẳng biết làm gì, buồn quá. Gặp đâu thì làm đấy con. Thế này thì ai chả thích. Bố, con bảo thích cái gì? Con không ngờ bố lại lành ngon lành thế đã. Cái gì mà ngon lành, đi làm mà ngon lành cái gì? Ra đây được nhưng khó lại. Bố chả hiểu cái gì cả, chả biết con nghĩ cái gì. Đi làm bình thường mà bảo khó nói. Ông ấy bảo là bố ra đây là đi bóc vú lấy tiền. Bây giờ mình đi bỏ công sức ra mình phải có tiền chứ. Không thế, có thì ai đi. Thế thì chả thích. Vừa thích lại là vừa có tiền nữa. Ui trời, mệt lắm. Có cái gì đâu mà thích mới chả khoái. Mệt bỏ chữ vậy. Mà mệt thế này ai chả thích, ai chả muốn mệt. Ui giời ạ. Mà bố nói tóm lại là con mưa gió là con đi đâu không ở nhà mà làm thêm cái gì? Con đi cái có được ngon lành như bố đâu mà làm thêm. Ngon cái gì mà ngon, đi lắm rồi vợ nó quát rồi đấy. Bố lại nhắc bố đấy nhé. Nhắc cái gì? Thế này là con biết rồi. Thế mà cái thanh là con, nó còn con bảo con là láo lếu cơ. Nó còn vả cho con một cái cơ. Con bảo là bố là đang
có một công việc là ra ở với cô Lý Đô. Làm cho cô chủ. Lại còn ở luôn với cô chủ. Lương tháng, cuối tháng mới có tiền. Thế thì chạy chúc mừng bố còn gì nữa. Úi giời, bao giờ cũng phải làm mấy mâm đấy bố ạ. Làm mấy mâm để cho bọn con còn uống rượu chúc mừng chứ. Mâm cái gì mà mâm? Bố đi làm thuê mâm cái gì mà mâm? Còn nói thế là thế nào? Mấy mâm cái gì? Cái gì mà thủ thỉ đấy? Chỉ có vài. Ủa cái thằng này. Đấy, con lại nghe cái ông tào lao đấy gì? Này, bóc vú là bóc vú đây này, mua đàn đây này. Con buồn cười rồi đấy. Giá cả chưa bỏ chứ có cái gì nữa mà vú. Con cứ nói đi. Mà con cố ý mà nghe mà mang tiếng cả bố cả. Thế là cái gì? Đi làm thuê vắt sữa bò có cái gì nữa mà thôi đi vào trong nhà mà uống nước. Đây này, bố vừa xúc xong một đống đây này. Này, bố nói cho con nhé, thịt vắt sữa bò thì chẳng có vú bò. Con một cười rồi. Chứ mà ông lại nói kiểu đó, con xin lỗi bố. Chứ gì là nghĩ thế nọ thế kia. Con cứ tưởng. Tốt nhất đi về đi. Bố sao lại đạp con chứ? Ai đạp con? Mà con cứ quanh quẩn ở cái đít to làm gì? Nó đạp tôi là phải. Đi đứng thì chả cẩn thận. Để ý mà mồm chó có ngựa, bò với ngựa nó giống nhau. Thế bố cẩn thận đấy, không nó lại đạp cho nó. Bố cho nó ăn mãi, chờ hú nó mãi rồi nó quen rồi. Chỉ có con thôi. Vâng, con về đây. Con này cũng được. Thầy, em ơi, anh xin phép anh về hả? Thôi, anh thấy bố anh làm ở đây thế là anh biết rồi. Con đi sao? Thế mà tóm lại là anh năm nay bao tuổi rồi? Anh chắc cũng phải hơn em hơn chục tuổi đã. Ôi dồi, thế mà nãy giờ cô cháu cháu em giật mình, em tưởng anh phát triển sớm. Đó. Thế không ở lại chơi với bác? Anh là lúc đấy là anh đang suy nghĩ nó một cái hướng ngoan mèo. Em hiểu không? Thì anh cứ tưởng là em sẽ là ngoan mèo theo cái hướng của anh nghĩ với bố anh. Đấy. Thế là thế nào? Không, bác đến đây là bác đến một mạch, bác đi làm luôn chứ chẳng có ngoan ngoèo thì phải rẽ đi đâu đâu anh ạ. Đấy thì bảo thôi được rồi, anh hiểu thế thôi. Hóa ra là bố anh ra đây là bóc vú bò. Vâng. Và là vắt chữa cho cô là vắt chữa bò. Vâng, sáng nào bác cũng phải bóp mỏi tay đấy bác ạ. Dạo khổ. Đợt trước là tôi dùng máy, nói chung là dùng công nghiệp ấy, lấy máy để bóp vắt sữa, nhưng mà dùng lâu thấy thương con bò nên nó cái sản lượng sữa ra nó cũng không tốt bằng mình tự tay người bóp. Vâng. Cho nên là tôi thấy thế ở trên nhà anh có việc gì không? Không có thì xuống đây vào việc làm luôn cho tôi. Tôi chuẩn bị mở tiếp trang trại, dạo này bò đẻ lắm quá anh ạ. Cứ để bố tôi ở đây làm cho quen tay rồi tôi lại còn chưa quen tay cái chuyện đó. Ui, làm cứ dần dần quen tay hết ý mà anh. Đầu tiên bố anh bảo còn bỡ ngỡ lắm, thế tôi dạy mãi thì xong bây giờ cũng quen. Tưởng là anh yêu thích cái món nghề này thì xuống làm việc cho tôi. Thế sao ngồi nước đi anh. Cái vắt trước thì tôi không nói được, nhưng thôi thật nhá, anh về đã. Thế bảo bố tôi là thôi tôi về luôn nhé. Thế anh về luôn à? Thôi tôi về luôn đâu. Nào lại vội thế nhỉ?
Ông à. Gì đây? Ông... Cháu hỏi cái. Hỏi gì? Bố vợ cháu đi đâu mà mấy hôm nay cháu lên mà chả thấy ông ở nhà nhỉ? Bố mày đi theo con nào ngoài đầu xóm kìa. Chả biết nó bỏ chồng hay là chồng bỏ. Thế bố là bố ngoài đấy. Thế là thế nào ạ? Bố cháu theo cái cô nào ạ? Ờ, tên là Lý. Chả biết là theo một thời gian lâu đến hơn tháng. Thảm nào mà cháu lên nhà mà chả thấy. Ừ. Thế thì đi ra đấy mà hỏi nhà đầu xóm ngoài này này. À, nó là bên đây cậu nhắc lại. Rồi. Ở ngoài đấy làm gì vậy? Đấy thế thì cậu bảo là ui ra ở ngoài đấy hàng tuần này rồi. Ra theo ở ngoài đấy với cô ấy hàng tuần này rồi. Thế nào ông lại ra đấy là làm cái gì à ông nhiều? Bóp vú lấy tiền chứ làm gì nữa. Bóp vú cho cô ấy lấy tiền. Bóp vú lấy tiền thôi. Bố cháu ra đấy á? Ờ. Có ra tuần nay rồi thì thật á? Ừ. Bố cháu ra đây làm ở luôn ngoài đấy à? Chắc là ăn ở luôn đấy. Làm cái gì mà tự nhiên đi ra đấy? Ở mọi nhà thì không về. Thấy dạo này ông ở ngoài đấy suốt mà. Mưa gió này con đi đâu không ở nhà mà làm thêm cái gì? Con đi cái... Có được ngon lành như bố đâu mà làm thêm. Ngon cái gì mà ngon không? Đi lắm rồi vợ nó quát rồi đấy. Bố lại nhất. Nhất cái gì? Thế này là con biết rồi. Thế mà cái Thanh là con... Nó còn... Con bảo con là láo lếu cơ. Nó còn vả cho con một cái cơ. Con bảo là bố là đang nghỉ... có một công việc là ra ở với cô Lý Dô. Thế thì nghe cả vả cho là đúng con một cười được nhỉ? Bố là bố ra đây bố đi làm sáng một lần, tối một lần, mệt bỏ chư vậy. Thế này còn gì nữa? Thế con thích gì này? Bố giao cho mà làm này, để bố mà bảo cô đấy. Con không có tranh cái việc đấy. Có mà vô hai bố con như thế mà bảo. Thế mà bảo bố biết nhớ không? Anh nghe xỉu một tí để ông biết là nó ra là cái này.